Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Bạo Chúa Triều Tiên Kim Jong-un bắn thử tên lửa là đạo khổng lồ theo phong cách của Hollywood. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ bắn thử tên lửa đạn đạo lớn nhất từ trước đến nay của Bắc Triều Tiên trong một đoạn video theo phong cách của Hollywood được công bố vào ngày hôm nay. Điều này đã gây ra sững sờ trên toàn thế giới về việc nhà lãnh đạo này luôn dùng những hình thức bắn tên lửa để hăm dọa các nước xung quanh. Hình ảnh cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên sải bước trong chiếc áo khoác da sang trọng và đeo chiếc kính râm trước vũ khí khổng lồ, hệt như một cảnh trong phim Top Gun. Đi cùng với những chỉ huy quân đội, ông Kim đích thân bật đèn xanh cho việc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa khổng lồ mới có khả năng tấn công các mục tiêu trên toàn cầu và bắn tới cả Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Kim Jong-un mặc áo da đeo kính râm khi chỉ đạo phóng tên lửa Hoang Song 17 được ví như phim bom tấn của Hollywood. Đoạn video bóng bẩy trên phương tiện truyền thông của nhà nước Bắc Triều Tiên cho thấy ông Kim đang kiểm tra chiếc đồng hồ ưa thích của mình trước khi tháo kính râm để tạo ấn tượng trong khi phê duyệt buổi thử nghiệm. Được biết đến với cái tên là Hoang Song 17, tên lửa là đạo xuyên lục địa khổng lồ lần đầu tiên được trình làng vào tháng 10 năm 2020 và được giới phân tích mệnh danh là tên lửa quái vật. Nó chưa từng được phóng thử nghiệm trước đây và vụ phóng đã gây ra sự phẫn nộ ngay lập tức từ các nước láng giềng của Bình Nhưỡng và Hoa Kỳ. Thông tin cho biết tên lửa được phóng tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng bay với độ cao tối đa 6.248 km, bay quãng đường 1.090 km trong 4.052 giây trước khi đánh chính xác vào khu vực định sẵn trên vùng biển mở ở biển Nhật Bản. Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên cho biết như vậy. Ông Kim đã ra lệnh thử nghiệm vì căng thẳng quân sự leo thang hàng ngày và xung quanh bán đảo ở Triều Tiên và không thể tránh khỏi cuộc đối đầu lâu dài với đế quốc Mỹ kèm theo nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân. Vụ phóng hôm thứ Năm là lần đầu tiên Bình Nhưỡng bắn tên lửa mạnh nhất Kim Jong-un đã làm kể từ năm 2017. Đây là hình ảnh ông Kim và các sĩ quan mừng rỡ sau khi vụ thử tên lửa thành công. Quân đội Hàn Quốc ước tính tầm bắn của vụ phóng hôm thứ Năm là khoảng 6.200 km, xa hơn nhiều so với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cuối cùng trước đây là Hoang Song 15 và tên lửa của Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm vào tháng 11 năm 2017. Các nhà phân tích suy đoán rằng Hoang Song 17 được thiết kế để mang nhiều đầu đạn và mồi nhử nhằm xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa tốt hơn. Tên lửa hạ cánh trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản khiến Tokyo rất tức giận. Nhưng hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên của Bắc Triều Tiên cho biết vụ phóng thử tên lửa đã được thực hiện ở chế độ phóng thẳng đứng để giảm bớt lo ngại về an ninh của các nước láng giềng. Sau vụ phóng thử tên lửa hôm thứ Năm, Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga và Bắc Triều Tiên. Những người bị cáo buộc đã chuyển giao các mặt hàng nhạy cảm cho chương trình tên lửa của Bắc Triều Tiên. Đây là hình ảnh niềm vui lan truyền giữa ông Kim và các sĩ quan quân đội của ông ta sau vụ thử tên lửa thành công này. Được biết, Bắc Triều Tiên đang đối diện liên tục với những nạn đói đe dọa với người dân, nhưng đất nước này vẫn dùng khoản tiền rất lớn để phát triển tên lửa hạt nhân. Các nhà phân tích Mỹ thì lo lắng về mối đe dọa tiềm tàng đi kèm với vụ phóng tên lửa này. Nhà phân tích Ankit Panda có trụ sở tại Mỹ cho biết, vụ phóng thử tên lửa là một dấu hiệu rõ ràng là Bắc Triều Tiên đã đạt được tiến bộ quan trọng về chất lượng đối với các chương trình vũ khí bị cấm. Ông nói với hãng tin AFP rằng, điều quan trọng với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa này không phải là nó có thể đi bao xa, mà là khả năng mang theo nhiều đầu đạn. Điều mà Triều Tiên đã thèm muốn từ rất lâu. Bắc Triều Tiên hiện tại đang trên đà gia tăng đáng kể mối đe dọa đối với Hoa Kỳ trên cả khả năng của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đã được cho thấy vào năm 2017. Đây là bước theo leo thang rất mới của Bắc Triều Tiên. Được biết, Bắc Triều Tiên có quan hệ rất mật thiết và thân thiết với Đảng Cộng sản Việt Nam. Công nghệ tiên tiến này có thể giúp tên lửa của Bắc Triều Tiên né tránh các tên lửa phòng thủ tên lửa của Mỹ. Đây là hình ảnh
Tổng thống Donald Trump từng bước qua đường ranh giới sang lãnh thổ của Bắc Triều Tiên để gặp ông Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào hôm 30 tháng 6 năm 2019. Các vụ thử hạt nhân và tầm xa đã bị tạm dừng khi ông Kim và Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump tham gia vào một cuộc ngoại giao đã đổ vỡ vào năm 2019 và các cuộc đàm phán đã bị đình trệ kể từ đó. Vụ phóng tên lửa Hong Song 17 được coi là thông điệp sẵn sàng đối đầu mà Bắc Triều Tiên gửi tới Mỹ khi Bình Nhưỡng dường như nhận ra Washington khó có thể tung ra các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn. Các lệnh trừng phạt của Bắc Triều Tiên mà Mỹ trình ra Liên Hợp Quốc nhiều khả năng sẽ không nhận được sự ủng hộ từ Nga và Trung Quốc sau những căng thẳng gần đây liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, nơi Nga đưa hơn 200.000 quân vào xâm lược nước này. Kính mời các bạn xem bản tin lộ diện kẻ triệt hạ bà Nguyễn Phương Hằng. Suốt một thời gian dài, bà Nguyễn Phương Hằng và chồng bà là ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi, tố ông thầy lang Võ Hoàng Yên lừa đảo thì sự việc ngày càng mất kiểm soát hơn. Từ những mối quan hệ giữa ông Võ Hoàng Yên và các nghệ sĩ nổi tiếng, bà Hằng đã đi quá xa trong vấn đề tố giác tiêu cực của các nghệ sĩ này, mà đặc biệt là vấn đề từ thiện. Việc bà Hằng tố cáo ấy, những nghệ sĩ vẫn không thể chứng minh được rõ ràng vấn đề thu chi khoản tiền từ thiện khổng lồ mà những nhà hảo tâm ủy thác. Tuy nhiên, cũng không có cơ sở để buộc tội họ trước pháp luật. Đây là cuộc chơi thắng làm vua, thua làm giặc. Vấn đề là một khi đã tố giác người khác có tội mà cơ quan điều tra không thể chứng minh tội người bị tố thì ắt người tố tội phạm tội vu khống. Những bằng chứng mơ hồ, nhiều người cũng cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng rất dễ bị pháp luật sờ gáy và thực tế đã diễn ra đúng như vậy trong thời gian vừa qua. Nếu bà Nguyễn Phương Hằng bị tố về tội vu khống thì không việc gì để nói, đó là tội mà ai cũng có thể thấy được. Tuy nhiên, điều mà nhiều người bất ngờ chính là việc chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bà Hằng với tội danh là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân, được quy định tại điều số 331 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Cho đến giờ, nhiều người vẫn thắc mắc rằng bà Nguyễn Phương Hằng xâm phạm lợi ích nhà nước ở chỗ nào. Không ai có thể chứng minh được lợi ích nhà nước bị xâm phạm như thế nào với các chương trình livestream phát hành trực tiếp tố cáo các nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện cả. Phải chăng đây là hình thức chụp mũ mà chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chụp lên đầu bà Nguyễn Phương Hằng? Được biết, trước khi bị bắt, bà đã bị lệnh tạm cấm xuất cảnh trong thời gian từ 16 tháng 2 đến 29 tháng 4 năm 2022, được cho là liên quan tới việc bà liên tục thực hiện các buổi phát hành trực tiếp livestream mạt sát rất nhiều người, trong đó có các nghệ sĩ, người nổi tiếng, mà mạt sát người dân thì làm gì liên quan đến lợi ích nhà nước đây? Đây là hình ảnh một buổi phát hành trực tiếp livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Năm 2021, mạng xã hội đã sôi động hẳn lên với các chương trình lắp phát hành trực tiếp livestream của bà Nguyễn Phương Hằng cáo buộc một số diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình có tiếng như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên là ăn chặn tiền từ thiện, ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung trong các đợt quyên góp thiện nguyện hồi năm 2020. Bà cũng ra các cáo buộc nặng nề về đời tư đối với một số người khác như với ca sĩ Vy Oanh. Các buổi phát hình livestream dài hàng giờ đồng hồ của bà Phương Hằng từng gây bão trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt người xem trực tiếp, theo dõi với số lượng bình luận, chia sẻ và tương tác rất lớn. Những nội dung mà bà nói trong các buổi phát hình livestream, trong đó có rất nhiều thông tin cáo buộc người khác mà bà nói là bà mơ thấy, làm người ta nghĩ rằng bà đang nắm bằng chứng. Tuy nhiên, bằng chứng ấy nếu không thuyết phục thì rất có thể bà bị kiện ngược lại là điều khó tránh khỏi. Việc phát hình livestream trực tiếp của bà Hằng tạo nên luồng dư luận tranh cãi dữ dội trong cộng đồng của mạng giữa những người ủng hộ bà và những người bênh vực cá nhân bà bị điểm danh. Đụng tới các nghệ sĩ là đụng tới ổ kiến lửa. Như một nghệ sĩ đã tố cáo nói ra thì đấy là sự thật. Nghệ sĩ họ có tên tuổi, cuộc đời của họ gắn liền với danh tiếng nên bằng mọi giá phải bảo vệ. Mà giới nghệ sĩ thì họ không hề thiếu tiền để mời những luật sư giỏi để thực hiện vụ kiện cáo này. Tuy nhiên, nói về tiền thì bà Nguyễn Phương Hằng cũng không hề thiếu. Bà cũng có thể thuê luật sư giỏi, không kém để
cạnh ai cả. Việc truy tố bà Hằng là không có điều gì lạ. Điều lạ là bà bị khởi tố theo điều số 331. Bộ luật này có mức phạt tù nhẹ nhất là cảnh cáo, tới mức cao nhất là phạt tù tới 7 năm trời. Vậy câu hỏi đặt ra là điều 331 là gì? Điều luật 331 có hai khoản như sau. Thứ nhất, người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng cho đến 3 năm. Thứ hai là phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 2 năm cho đến 7 năm. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt. Rõ ràng là bà Hằng đã không xâm phạm lợi ích của nhà nước và cũng lại càng không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Đây đơn giản là sự tranh chấp giữa bà Hằng với những người bị tố cáo mà thôi. Xã hội không bị đe dọa, không bị mất an ninh. Vì thế có thể nói đây là điều luật mơ hồ. Thực tế, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đang áp dụng nó một cách tùy tiện. Chính vì thế mà mới đây, 7 tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam và 79 trí thức đồng lập soạn ra một hội thảo kiến nghị yêu cầu bãi bỏ 3 điều luật trong Bộ Luật Hình sự vào năm 2015. Bản kiến nghị có 117, được đánh số 117 có nội dung yêu cầu nhà nước bãi bỏ hoặc sửa đổi 3 điều luật trong Bộ Luật Hình sự năm 2015, gồm điều 109 là tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, điều 117 là tội phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước, và điều 331 là tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. Phải chăng có sự nhúng tay của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam vào việc triệt hạ đại gia ông Dũng Lò Vôi và bà Hằng? Đây là hình ảnh ông Dũng Lò Vôi và vợ. Truy tố đúng người đúng tội thì thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, truy tố đúng người nhưng không đúng tội thì rõ ràng đây là hành động truy tố có chủ đích. Điều dễ hiểu là nếu chính quyền truy tố bà Hằng theo cáo buộc của những nghệ sĩ bị tố thì không thể là xâm phạm lợi ích nhà nước, mà là tội phỉ báng hoặc vu cáo mà thôi. Vì thế, trong sự truy tố này, dù có giấu giếm nhưng người ta vẫn thấy bàn tay lông lá của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam muốn triệt hạ đại gia Dũng Lò Vôi. Phải chăng chính quyền nuôi cừu đã đủ lớn và đang chuẩn bị thịt? Rất có thể là như vậy. Diễn biến vụ án còn phức tạp, phải chờ xem chính quyền này đang giở trò gì với nhân dân. Họ luôn hô hào là nhà nước pháp quyền, nhưng thực tế, thực chất chính quyền này hành động rất tùy tiện, bất chấp dư luận, bất chấp luật pháp.